Chào các em, các em làm đề này nhá. Các em làm câu 49 này. Trong không gian, bây giờ cho mặt cầu MN. MN thuộc mặt cầu. Khoảng cách mặt cầu này thì các em kiểm tra tâm và bán kính này. Đấy, kiểm tra tâm và bán kính nhé. Mặt cầu này là tâm y này. Tâm y là 2 trừ 6 trừ 3. Đấy, bán kính thì đấy, hai bình này, 40 này, 49. Đấy, 49 trừ 2, 24 thì còn 25, đúng nhỉ? Thế thì bán kính là R, R bằng 5, đúng không? Ừ, R bằng 5. MN bằng 8. À, thế thì các em có thể vẽ vẽ mặt cắt là một đường tròn được chưa nhỉ? Đấy. Ừ, các em vẽ mặt cắt của mặt cầu. Đấy, cái đường tròn này là đấy, bán kính bằng 5 này. Thế và cái dây MN bằng 8. Đấy, dây MN bằng 8 đây. Ừ, giả sử O, O ở bên trái, được chưa? O ở bên trái này. Ừ. Thế thì đây là On chứ Om thì N lớn hơn đúng không? Thế thì N ở đây. Đấy, M ở đây. Ừ. Đấy, MN bằng 8. Thế thì sẽ tính được khoảng cách. Đấy, khoảng cách từ Y. Đấy, từ Y đến MN. Đấy, giả sử ID. Ừ. Đấy, thế thì các em sẽ tính được là ID. Đấy, đây là 5 này. Ừ. Thì DN là 4 đúng không? Ừ, 4. 4 thế thì ID sẽ là 3, đúng nhỉ? Đấy, ID được 3. Đấy, các em sẽ tính được 3. Ừ. Đấy, thế thì các em sẽ thấy là MN sẽ luôn tiếp xúc với cả đường tròn bán kính là ID đúng không? Đấy, các em vẽ.
Em thấy là MN sẽ luôn luôn phải tiếp xúc với cả cái mặt cầu tâm y mà bán kính chỉ là 3 thôi, được chưa? Đấy. Khoảng cách từ O đến đường tròn MN. Thế thì kem có thể hiểu là ví dụ ở đáp án này là khoảng cách từ O thì có nghĩa là cái đường thẳng MN này nó sẽ tiếp xúc với cả mặt cầu tâm O bán kính bằng 4, đúng nhỉ? Đấy. Mặt cầu tâm O bán kính bằng 4. Thế thì ở đây là mặt cầu tiếp xúc với cả mặt cầu bán kính bằng 3 này. Thế thì các em có thể chọn chọn đáp án nào các em kiểm tra trước, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, ở đây là 3 thì thầy chọn 3 thì kiểm tra 3 trước nhé. Đấy. Thế thì thứ nhất là tính OI này. OI. Đấy, OI bình thì thì sẽ bằng 4 cộng 36 cộng 9 này. Đấy, sẽ bằng 49 đúng không? Thế thì sẽ suy ra OI sẽ bằng bằng 7. 7. Mặt cầu tâm y. Đấy, mặt cầu tâm O đây. O. Đấy, thế thì trường hợp này, đấy, trường hợp mà khoảng cách từ O, ví dụ khoảng cách từ O đến MN là đến đường thẳng MN là bằng 3, được chưa? Đấy. Đấy, đây cũng là 3 này. Đây cũng vuông này. Đấy. Đấy. Thế nếu nếu trường hợp này đấy, nếu trường hợp này mà đúng đáp án bằng 3 mà đúng thì sẽ phải có ON đấy, ON bình trừ OM bình bằng bằng 112 đúng không? Đấy, thế bây giờ các em kiểm tra xem có đúng MN thỏa mãn cái biểu thức này không nhá. Đấy, các em kiểm tra này. Đấy. Đấy, giả sử đây là gốc tọa độ luôn đi. O này. Thì phương trình đường thẳng MN coi như đây là trong trong mặt phẳng OXY nhá. Đấy, coi như OXY. Đấy, coi như OX này. Đấy, OY này. Đấy. Đấy, coi như trong ô gì. Thế thì phương trình của y này. Đấy, phương trình của y sẽ là đây là 7 này. Sẽ là x trừ 7. X trừ 7 bình cộng y bình bằng 25. Đấy, thế còn MN. Đấy, vector MN.
Rồi vector MN. Đấy, MN thì lấy vector chỉ phương là 1 0 được chưa nhỉ? MN lúc lúc này sẽ song song với cả OI đúng không? Đấy, trường hợp này thì MN song song với OI. Thế thì em viết luôn phương trình của MN nhá. Đấy, đây là có tung độ bằng 3 này. Đấy, đây là 3 này. Đấy, thế thì MN sẽ có phương trình x sẽ bằng t được chưa nhỉ? Đấy, và y thì sẽ bằng bằng 3. Đấy, phương trình của MN. Đấy, thế thì MN giao y. Đấy, MN giao với cả. Đấy, giao với cả y. À, đường tròn này gọi là đường tròn y phẩy thôi, được chưa? Mặt cầu y được chưa nhỉ? Mặt cầu y, còn đường tròn thì gọi là y phẩy thôi. Đấy, MN giao y phẩy này. Thế thì kem thế vào đây. Đấy, sẽ được t trừ 7. Đấy, t trừ 7 bình. Đấy, cộng 9. Đấy, bằng 25. Thế thì suy ra t trừ 7 sẽ bằng cộng trừ 4 đúng không? Đấy, cộng trừ 4. Thế thì suy ra t bằng 11. Đấy, và t bằng 3, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, thế thì t bằng 11 thì sẽ cho ứng với n, được chưa nhỉ? N ở cách xa O hơn đúng không? Thì n ứng với t 11. Thì lúc này sẽ suy ra m. Đấy, tọa độ của m. Đấy, tọa độ của m sẽ là t bằng 3. 3, 3, 3. Đấy. N sẽ là 11, 3. Đấy, thì lúc này sẽ có đấy, On bình đấy, trừ đấy, trừ OM bình sẽ bằng đấy, 11 bình là 121 đúng không? Đấy, 121 cộng đấy, cộng 9 trừ trừ 9 cộng 9. À, trừ trừ 9 trừ trừ 9 tiếp được nhỉ? Thế thì 121 trừ 9 thì sẽ bằng 112. Thì các em thấy là nó khớp với đề bài, được chưa nhỉ? On bình trừ OM bình đúng bằng 112. Đấy, thế là đấy, trường hợp mà O cách MN bằng 3. Đấy là thỏa mãn, được chưa nhỉ? Đấy, thỏa mãn đề bài. Đấy là thầy chọn ngay đáp án B để kiểm tra. Đấy, thì là nó đúng luôn. Đấy, còn nếu như mà nó chưa đúng thì lại phải kiểm tra đáp án khác, được chưa? Các em lại phải kiểm tra A, AC, được nhỉ? Đấy, kiểm tra hai đáp án nữa. Đấy, nhưng mà đây là thầy chọn để chọn đáp án B kiểm tra thì đúng luôn, nên là thầy không phải kiểm tra đáp án khác, được chưa? Đấy. Đấy, thế thì đáp án B là kiểm tra là đúng, cho nên là kem có là B, được chưa nhỉ? Đấy, kết luận là B. Đấy, các em đấy, kiểm tra cái bài này là các em có thể đưa về mặt phẳng OI để kiểm tra được, được chưa nhỉ? Đấy, để trong không gian kiểm tra nó sẽ khó hơn đúng không? Đấy. Thì bài hôm nay các em giải quyết câu 49 này.
Còn câu khác thì để bài sau nhá. Chào các em.